Người làm công việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà máy đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu vai trò của họ bị coi nhẹ hoặc là thực hiện không đúng mức, các cái tiêu chuẩn như ISO hay là HACCP nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa thôi, không mang lại giá trị thực tiễn. Xin chào, tôi là Hoàng Thanh, chuyên gia công nghệ thực phẩm. Clip này mình sẽ trình bày về những cái phẩm chất quan trọng, cực kỳ quan trọng của những người làm QC hay còn gọi là KCS trong các nhà máy thực phẩm nhé. Thứ nhất là khả năng quan sát và nhạy bén với các thông tin tiếp nhận. Quá trình sản xuất thực phẩm là một chuỗi các cái hoạt động liên tục và nhanh chóng. Và chỉ có những cái người tinh ý mới có thể phát hiện những cái bất thường mà người khác có thể bỏ qua nhé. Đôi khi thì những cái kinh nghiệm mà tích lũy đủ lâu cũng khiến những cái người QC nó giỏi hơn những người bình thường. Thứ hai là bình tĩnh trong mọi tình huống. Là người chịu trách nhiệm bắt lỗi cho nên là các nhân viên QC thường xuyên phải đối mặt với những cái tình huống căng thẳng và có thể dẫn đến mâu thuẫn trong các bộ phận khác. Việc duy trì sự bình tĩnh và chuyên nghiệp trong mọi tình huống là cực kỳ quan trọng. Trong một nghiên cứu của Đại học Cornell thì cho thấy 87% các cái vụ tranh chấp trong nhà máy thực phẩm được giải quyết hiệu quả nhờ sự bình tĩnh và kỹ năng giao tiếp tốt của các nhân viên QC. Thứ ba là ham học hỏi, không bảo thủ. Ngành công nghiệp thực phẩm liên tục thay đổi với nhiều công nghệ và phương pháp mới. Một người kiểm soát chất lượng tốt cần phải luôn ham học hỏi và không bao giờ bảo thủ. Sẵn sàng tiếp thu các cái ý kiến trái chiều để cải thiện bản thân và quy trình làm việc. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì các nhà máy áp dụng phương pháp học tập liên tục cho nhân viên QC đã giảm cái tỷ lệ lỗi sản xuất xuống dưới 40%. Thứ tư là nguyên tắc là nguyên tắc. Làm việc có nguyên tắc là điều bắt buộc với tất cả các nhân viên QC. Họ cần có khả năng đưa ra quyết định cứng rắn, chẳng hạn như dừng dây chuyền sản xuất nếu phát hiện sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Một nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia Mỹ NIST cho thấy là các nhà máy duy trì nguyên tắc làm việc chặt chẽ có tỷ lệ vi phạm an toàn thực phẩm thấp hơn 30% so với những nhà máy không áp dụng nguyên tắc này nhé.